Namaste. Chào mừng các bạn đến với kênh của Huyền Nguyễn Yoga. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự dẻo dai kỳ diệu của cơ thể với chủ đề yoga giãn mềm cơ khớp. Ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập những động tác yoga nhẹ nhàng từ cơ bản đến trung cấp để khám phá sự dẻo dai linh hoạt của cơ thể, đồng thời giảm bỏ căng thẳng. Mời mọi người ngồi trên tư thế thoải mái, hai mông cân bằng ở trên thảm. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ các đốt sống, mắt nhìn lên. Thở ra, hai tay xuống, cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống. Tiếp tục, ngửa lòng bàn tay, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Thở ra, thả lỏng hai vai, thu cằm hõm cổ. Tiếp tục hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình. Kéo căng vai, vươn cằm. Giữ và hít thở đều. 4. Cố gắng đẩy căng ngực của mình lên. 3. Mở vai ra sau, siết nhẹ cơ bụng. 2. Và 1. Rồi từ từ, hai tay xuống, thả lỏng hai vai. Cuộn lưng ra sau, hít thở đều, 4, 3, 2, và 1, hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Từ từ nghiêng người sang bên trái, trùng nhẹ khuỷu tay, tay phải áp mang tai, thở ra, kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải của mình. Về giữa, hít vào. Đổi bên, thở ra. Đau cổ vai gáy, mắt nhìn thẳng ạ. Không đau cổ vai gáy, mắt nhìn lên. Tiếp tục hít vào, nâng cao vùng cột sống, trở về giữa, mở rộng hai tay. Nghiêng người sang trái, chậm chậm, thở ra. Hít vào. Nghiêng người sang phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Hạ cùi trỏ tay thẳng hàng với hông. Tay phải áp mang tai, thở hết ra. Cố gắng nhấn hai mông của mình cân bằng trên thảm. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Nâng cao lồng ngực lên. 3. Cảm nhận và kéo giãn vùng lườn bên phải. 2. Và 1. Về giữa, hít vào, nâng cao vùng cột sống, mở rộng hai vai. Nghiêng người sang bên phải, chậm chậm, thở ra, sao cho mông trái vẫn nhấn xuống thảm. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng đẩy căng ngực. 4. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên trái. 3. Hít thở đều. 2. Và 1, rồi từ từ nâng người của mình lên, hai tay ra ngang, hít vào. Vặn người sang bên trái. Tay phải đặt gối, tay trái phía sau, thở ra, đẩy căng lồng ngực và đẩy phần lưng dưới của mình lên. Tiếp tục hít vào. Đổi bên sang phải, chậm chậm, thở ra. Hít sâu, đổi bên, thở ra. Tiếp tục hít vào, vặn người sang bên phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào, về giữa, đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. Chậm chậm vặn người sang bên trái. Tay phải kéo đầu gối và tay trái phía sau. Bây giờ chúng ta vòng tay trái ra sau lưng, nắm lấy đùi phải, nâng cao lồng ngực và đẩy thẳng cột sống lưng. Hạ vai trái xuống, nâng vai phải lên, giữ thẳng cột sống lưng. Hít thở đều ở đây ạ. 5, 4, cầm thẳng hàng với vai để kéo giãn vùng cổ bên phải của mình luôn. 3, hít thở đều. 2 và 1,
vươn người về giữa, hít vào kéo căng hai vai sang hai bên. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra, vòng tay phải ra sau lưng nắm lấy đùi trái. Rồi chúng ta nâng lồng ngực và đẩy thẳng cột sống lưng. Giữ tư thế ở đây và hít thở đều. 4, 3, cố gắng vặn người ra sau hơn nữa. 2 và 1. Rồi hít vào trở về giữa, nâng cao vùng cột sống. Thở ra, tay phải chống phía sau. Hạ đầu gối của mình xuống, vươn cao tay trái qua đầu. Hít vào, đẩy căng lồng ngực, uốn cong lưng. Kéo cằm mình lại một chút. Rồi chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về phía bên trái, hạ cùi chỏ tay xuống. Thở ra, cố gắng ép sát bụng đùi của mình, bụng ngực của mình xuống đầu gối. Đầu cổ mắt nhìn thẳng về giữa hai tay. Tiếp tục hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Tay trái chống phía sau, thở ra. Hạ đầu gối xuống, mông lên cao, hít vào, mở căng lồng ngực, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Hít vào, vươn tay tay lên cao. Chậm chậm gập người đầu gối phải, hạ hửu tay xuống, thở hết ra. Cảm nhận sự căng giãn ở lên sườn bên trái. Tiếp tục vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Một lần nữa, tay phải chống phía sau, thở ra. Tay phải gần mông và xòe 5 ngón tay. Hạ đầu gối, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, quáng đầy căng ngực. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về phía đầu gối trái. Hạ cụt tay thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, cố gắng nhấn mông bên phải của mình xuống. 4, cảm nhận sự căng giãn ở lưng sườn bên phải. 3, cố gắng nếu tốt vặn người ra sau một chút nữa. 2 và 1. Rồi ta nâng người của mình lên, hít vào một hơi thật sâu, vươn căng tay qua đầu. Từ từ hạ tay trái sau mông trái, thở ra. Vòng tay phải qua trước mặt, đẩy mông lên, hít vào, mở rộng lồng ngực, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, đẩy ngực lên nữa nào. 4, 3, siết cơ bụng của mình lại. 2 và 1. Rồi rồi từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, kéo giãn toàn bộ các đốt sống lên. Chậm chậm gập người về đầu gối phải, thở ra. Ta hạ cùi chỏ tay của mình xuống. Mông trái nhấn xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên trái. 4. Nếu cảm thấy tốt, ta đi tay về phía sau một chút nữa. 3. Cố gắng hít thở đều đi ạ. 2. 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy căng lồng ngực lên. Hai tay đặt đầu gối, thở ra. Ta dùng lực của bàn tay kéo ghì đầu gối của mình để đẩy ngực lên phía trước nhé. Xoay vai ra sau, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Kéo căng cột sống của mình lên phía trên, vươn cằm của mình về phía trước. Từ từ thở ra, cuộn lưng ra sau, cằm thu về họng cổ và mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Kéo sát cái tay của mình này, ghì hai cái khử tay của mình về phía thân người để đẩy lồng ngực lên phía trước. Thở ra hết, hóp bụng, cong lưng, cằm chạm cổ. Tiếp tục hai lần nữa, xoay vai ra sau, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Thở ra, cuộn lưng ra sau, cằm chạm cổ, mắt nhìn vào rốn.
Một lần cuối, xoay vai, nâng cao lồng ngực của mình lên, hít vào, giữ ở đây và hít thở đều, 6, cố gắng cảm nhận vùng lưng trên của mình đang được mở rộng hết mức có thể, 5, hít lại đẩy lồng ngực lên, thở ra ép vai ra sau, 4, hít thở đều nào, 3, 2, và 1, rồi từ từ hít vào, cuộn lưng ra sau, hóp bụng, thở hết ra, xẹp bụng lại, thẳng hai tay, giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, và 1, ta trở về trung tâm, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, gập tay phải, tay trái nắm lấy cửu tay, thở ra, tiếp tục hít vào, nâng cao vai phải lên, thở ra, kéo khử tay sang bên trái và đẩy khử tay ra xa đầu, giữ ở đây và hít thở đều, 5, cố gắng đẩy căng lồng ngực, 4, thư giãn vùng vai phải, nếu có thể thì lại nhích vai thêm một chút nữa sang bên trái, 3, 2, và 1, rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Gập khửu tay trái, thở ra, đặt tay phải lên khửu tay. Tiếp tục hít vào, nâng cao vai trái lên. Thở ra, kéo khửu tay sang bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, 4, siết nhẹ cơ bụng, thả lỏng vai trái. 4, 3, 2, và 1. Rồi hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao lồng ngực. Thở ra, gập khử tay trái và kéo thẳng khử tay sang bên trái của mình này. Thư giãn toàn bộ vùng vai phải, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao vùng cột sống lên. Tiếp tục kéo giãn cái vai bên trái, thở ra, giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, cố gắng mỗi lần thở ra ta thả lỏng vai bên trái hơn một chút nữa. 4, 3, 2, và 1. Rồi hít vào, nâng hai tay lên cao, thở ra. 5, ta khởi động kỹ phần khớp vai nhé. 4, 3, 2, và 1, xoay ngược lại, hít nâng vai lên, thở ra mở ra sau, 4, 3, 2, và 1, thôi mời cả lớp chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Chúng ta lách hai mông sang hai bên để kéo giãn phần cơ kheo chân phía dưới. Lắc hai chân, thả lỏng chân. Nâng đầu gối lên xuống. Ở bài tập này chúng ta sẽ tập trung kéo giãn toàn bộ các cơ trên cơ thể của mình. Ví dụ như là cơ kheo chân, vai, lưng. Và mỗi lần giữ thì chúng ta cố gắng là thả lỏng hết mức có thể. Điều tiết hơi thở sao cho cái mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng thêm một chút nhé các bạn. Vươn hai tay lên qua đầu, dựng mũi chân của mình lên, hít vào một hơi thật sâu. Gập người về phía chân trái, thở ra duỗi dài các đốt sống, gập người về phía chân. Tiếp tục vươn tay lên cao, hít vào. Đổi bên, gập người về phía chân phải, thở ra, cố gắng ép sát bụng ngực của mình về phía đùi, đầu cổ thả lỏng. Hít sâu, vươn hai tay lên cao, chậm chậm vặn người sang bên trái, hạ hai tay ra sau, thở ra và từ từ chán xuống sao cho mông phải của mình vẫn ở trên thảm. Tiếp tục
Hít sâu, nâng cao toàn bộ vùng cột sống lên. Đổi bên, vặn người sang bên phải. Chậm chậm thở ra. Về giữa, hít vào, lặp lại vòng thứ hai. Tiếp tục gập người về phía chân trái. Thở hết ra. Hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, kéo giãn phần thân. Gập người về phía chân phải, thở ra. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Chậm chậm vặn người sang bên trái, hạ bàn tay thẳng hàng với vai. Thở ra, thả lỏng vùng lườn của mình chán xuống. Thả lỏng cơ đùi. Hít sâu, nâng cao lồng ngực về giữa. Vặn người sang bên phải. Thở hết ra. Một lần cuối nào. Hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Dựng mũi chân. Gập người về phía chân trái, vươn dài, thở ra. Rồi giữ ở đây và hít thở đều. Cố gắng duỗi thẳng cột sống lưng của mình, không cong lưng ạ. Cũng không cố gắng đầu của mình xuống, mà cố gắng bụng ngực ép sát vào đùi. Giữ và hít thở đều. 5. Mông phải xuống. 4. Mỗi lần thở ta lại hạ bụng ngực xuống một chút nữa. 3. Cố gắng hít thở đều nào. 2. Và 1. Vươn tay lên cao, hít vào. Gập người về phía chân phải, thở ra, duỗi dài cột sống về phía trước, úp mông bên trái xuống, cảm nhận sự căng giãn và thả lỏng vùng kheo chân. 4. Hít thở đều. 3. 2. Và 1. Rồi, nâng cao lồng ngực của mình lên, vươn hai tay hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái. Thở ra, cổ tay thẳng hàng với vai, nhấn mông phải xuống và từ từ chán xuống nào. Giữ và hít thở đều, và mỗi lần thở ra ta lại chán xuống một chút. Cố gắng ghìm cái mông của mình xuống, thả lỏng cơ đùi. 3, 2, và 1, giữ nguyên tư thế, từ từ đi tay trái sang bên phải. Đó. Hạ vai trái xuống. Rồi từ từ, duỗi thẳng tay phải sang bên trái. Bây giờ mỗi lần thở ra ta lại đưa ý thức để nhấn mông bên phải xuống. 5. Thả lỏng vai trái phía dưới nào. 4. 3. 2. 1. Giữ nguyên tư thế. Từ từ siết cơ bụng, nâng hai chân của mình lên. Vuốt mũi chân. Rồi bây giờ hai mông của mình cố gắng trên thảm nhé. Giữ và hít thở đều. Mắt nhìn sang bên trái. 5. Siết cơ bụng nào. 4. Tập trung thở đều thôi ạ. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ chân. Xoay người sang bên trái. Và từ từ chúng ta ngồi dậy. Tiếp tục. Đổi bên. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng vùng lườn xuống một chút. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ giữ nguyên tư thế. Chúng ta đi tay phải sang bên trái nè, hạ vai xuống ạ. Rồi duỗi thẳng tay trái sang phải. Bây giờ đưa ý thức để nhấn mông bên trái xuống. Giữ và hít thở đều. 5. 4. 3. Cảm nhận sự căng giãn và thả lỏng nó ra nào. 2. Và 1. Rồi từ từ nhấn cái lòng bàn tay trái xuống, siết cơ bụng và từ từ
nâng hai chân lên, ra duỗi thẳng chân và vuốt mũi chân. Đồng thời hạ mông bên trái xuống nhé. Hai mông cân bằng trên thảm ạ. Giữ ở đây. 4. Thả lỏng vai phải nào. 3. Cố gắng hít thở đều. 2. Và 1. Rồi từ hạ chân của mình xuống. Xoay người sang phải. Chống tay lên và từ từ ngồi dậy về phía trước. Thả lỏng hai chân. Rồi mời chúng ta chống hai chân của mình lên. Đặt hai tay phía sau mông, mũi tay hướng về phía sau. Mông lên cao, hít vào, tay phải qua đầu, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người qua đầu gối phải, cài tay trái qua đầu gối. Vặn người sang phải, thở hết ra, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục, tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Hạ tay phải phía sau mông phải, thở ra. Tay trái qua đầu, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Chậm chậm, hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay lên, hít vào. Vặn người sang qua đầu gối trái, cài tay giữa ngực. Mắt nhìn phía sau, thở hết ra. Tiếp tục, vươn hai tay lên, hít vào. Đổi bên, hạ tay trái xuống phía sau, thở ra. Lúc này thu chân vào một chút. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Chậm chậm, hạ mông xuống, thở ra. Tay lên cao, hít vào, đẩy căng vùng cột sống. Đặt bàn tay phải vào đùi này, vặn người sang bên phải, cài tay qua gối, thở hết ra, mắt nhìn phía sau. Tay lên cao, hít vào, đẩy căng lồng ngực. Chậm chậm hạ tay phải phía sau, thở ra. Mông lên, hít vào, uốn cong lưng, tay trái gần xuống thảm nào. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở hết ra, mắt nhìn phía sau. Cố gắng đẩy phần tương dưới của mình lên. Rồi, một lần cuối, hít vào, vươn hai tay lên qua đầu. Chậm chậm hạ tay trái phía sau. Bây giờ cố gắng chúng ta hạ bàn tay xuống thảm nhé. Mông lên, hít vào. Uốn cong lưng, thở ra, hạ tay của mình xuống, rồi giữ ở đây và hít thở đều, cố gắng xoay hai mũi tay về phía chân của mình luôn. 5, đẩy thẳng tay nào. 4, đẩy ngực lên phía trước. 3, hít thở đều. 2, và 1, thôi chậm chậm, nhấc bàn tay phải lên, hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Đặt tay phải vào đùi, vòng khử tay trái qua gối phải. Hai tay chắp giữa ngực nào, mắt nhìn phía sau. Nếu ai được thì chúng ta luồn tay xuống dưới, kheo chân và hai tay nắm nhau như thế này ạ. Giữ ở đây, 4, 3, cố gắng đẩy căng lồng ngực. 2, và 1, rồi tiếp tục. Tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Hạ tay phải phía sau mông, thở ra. Xòe 5 ngón tay, vươn cao tay trái, hít vào, uốn cong lưng. Thở ra từ từ, hạ bàn tay xuống. Rồi, đẩy thẳng tay của mình, xoay hai bàn tay cùng về một hướng về phía chân. Giữ và hít thở đều, thả lỏng đầu cổ. Cố gắng đẩy mông lên cao và đẩy ngực về trước nhiều. 4, 3, 2, và 1, rồi từ từ nhấc bàn tay trái lên, hạ mông xuống. Tiếp tục, vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Mắt nhìn phía sau,
Nếu ai được thì chúng ta vòng tay xuống dưới kheo chân nhé. Hai tay nắm nhau. Còn nếu không nắm được thì chúng ta tiếp tục tay chắp giữa ngực. Giữ ở đây. 5. Hạ vai trái xuống này. Nâng vai phải lên. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình hơn nữa. 4. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Chậm chậm thở ra, hạ sâu vai trái xuống dưới kheo chân. Đó, sao cho bàn tay này thẳng hàng với mông bên trái. Rồi từ từ tay nắm vào bàn chân. Tay phải nắm bàn chân trái này. Hạ sâu vai xuống chút nữa xong hít vào, mở rộng lồng ngực ạ. Thở ra ta đẩy thẳng chân. Mắt nhìn lên qua vai phải. Giữ ở đây và hít thở đều. Nếu ai tốt chúng ta có thể nắm cổ chân nhé. Giữ ở đây. 4 3 2 1 Rồi từ từ dồn trọng lực về phía sau một chút, hít siết cơ bụng, nâng cao chân phải lên, giữ ở đây. 4 3 2 và 1 Rồi từ từ hạ chân xuống. Tiếp tục chúng ta đổi bên. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu. Đẩy thẳng cột sống lưng ạ. Vòng sâu vai phải xuống dưới kheo chân phải. Thở ra, đã đi tay sang bên phải, sao cho tay thẳng hàng với mông. Rồi, tay trái nắm lấy bàn chân phải, ai tốt nắm lấy cổ chân. Tiếp tục hạ sâu vai xuống chút nữa. Hít vào. Thở ra, cố gắng đẩy thẳng chân phải, đạp căng gót chân sang bên sau. Giữ ở đây, hít thở đều. 4 3 Kéo khử tay trái xa đầu. 2 và 1. Bây giờ chúng ta dồn trọng lực về phía bên phải phía sau và từ từ nâng chân trái lên, giữ siết chặt bụng. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ hạ chân của mình xuống, vươn tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Thở ra, hạ sâu hai vai của mình xuống dưới chân. Đã lách hai vai sang hai bên. Giật đi chân sang hai bên ạ. Và dựng mũi chân của mình lên. Đồng thời trượt dài gót chân sang hai bên. Đó, và từ từ nằm xuống. Tay úp phía sau. Cố gắng bụng ngực của mình áp sát xuống thảm. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Vươn dài cột sống về phía trước nữa nào. 4 3 2 và 1, rồi từ từ từng tay một chúng ta rút ra nhé. Rồi. Hít thở đều. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ hai tay xuống, thở ra. Thả lỏng kheo chân. Mời cả lớp lên tư thế con bò mèo. Nếu chúng ta chưa biết khoảng cách con bò mèo từ tay đến chân như thế nào thì chúng ta sẽ hạ mông ngồi xuống này. Sau đó này, khửu tay chạm đầu gối và đi lên một bàn tay. Sau đó chúng ta nâng người lên, hai đầu gối mở rộng bằng hông, cổ tay thẳng hàng vai, xòe 5 ngón tay về phía trước và xoay khửu tay sang hai bên. Xuôi mũi chân, siết nhẹ cơ bụng, từ từ võng lưng xuống, hít vào, vẩy mông lên. Vươn cằm, mở ngực, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, cuộn lưng lên cao, thu cằm về cổ và mắt nhìn vào rốn, siết nhẹ cơ bụng. Tiếp tục lần 2, hít vào. Chậm chậm, thở ra. Một lần cuối, võng lưng xuống. Vẩy mông lên, vươn cằm, mở ngực, siết nhẹ cơ bụng, ta xuôi vai ra sau, giữ và hít thở đều. 4. Cố gắng mở rộng phần cơ hoành. 3. Vươn dài cằm về phía trước, thả lỏng các đốt sống lưng. 2. Và 1. Rồi hít vào. Cuộn lưng lên, cuộn xương cụt xuống, thở hết ra, cằm thu về cổ và mắt nhìn vào rốn. Giữ ở đây. 4 3 và hít thở đều nào. 2 và 1. Rồi, duỗi thẳng cột sống lưng,
Hít vào, nâng cao chân phải của mình lên. Gập chân, lúc này tay trái nắm lấy cổ chân phải. Ta đá chân lên cao, mắt nhìn về phía trước. Siết chặt cơ bụng ạ. Này chúng ta siết cái gối này, nâng đùi lên nữa, giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Rồi, hạ bàn tay trái xuống, giữ nguyên chân phải ở trên. Tiếp tục chúng ta đổ trọng tâm vào bên trái và nâng tay phải lên. Đó, lúc này chúng ta chuyển vị trí tay sang vào bên trong của đùi này. Tiếp tục hít vào, siết cơ đùi phải, đá chân lên cao. Giữ ở đây. 6, siết lên nữa nào. 5, cố gắng nâng vai trái lên. 4, thả lỏng lưng, siết cơ bụng. 3, hít thở đều ạ. 2 và 1. Rồi hạ bàn tay phải xuống, hít vào, thở ra, đầu gối chạm trán, mũi chân không chạm thảm. 4, gồng chắc bụng. 3, 2 và 1. Đi chân phải lên phía trước, cạnh bàn tay phải. Chúng ta nâng người của mình lên, sao cho mông trái thẳng hàng với đầu gối và đầu gối phải cũng thẳng hàng với gót chân phải luôn. Hai tay dang ngang, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Tay trái nắm gót chân, uốn cong lưng, thở ra, mắt nhìn theo tay phía sau. Rồi, nâng người lên, về giữa, hít vào, kéo căng hai vai sang hai bên. Đặt tay phải vào đùi, thở ra, vặn người sang bên phải, vòng tay trái qua gối phải, nâng cao lồng ngực và mắt nhìn lên qua vai. Tiếp tục, vòng 2, hít vào, uốn cong lưng, thở ra. Tiếp tục, hít vào, về giữa, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Vặn người sang phải, thở hết ra. Một lần cuối, hít vào, về giữa, siết cơ bụng, cuộn xương cột. Ta uốn cong lưng, thở ra. Rồi, thả lỏng cổ, mắt nhìn theo tay. Bấm chắc chân phải về trước để giữ thăng bằng. 4, 3, đẩy mông về trước nào. 2, và 1. Rồi, nâng cao người của mình lên, hít vào, chậm chậm, vòng tay trái qua gối phải, thở ra, tay chắp ngực, giữ đây ạ, ra, vặn nhiều một chút nữa. 4, 3, ai tốt chúng ta có thể luồn tay xuống dưới, kheo chân, hai tay nắm nhau sau lưng ạ. 3, 2 và 1. Rồi hai tay của mình xuống, chống mũi chân phía sau, nâng đầu gối của mình lên, về tư thế chiến binh. Xoay hai hông cân bằng, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, đẩy căng lồng ngực lên, siết cơ bụng và vươn nhẹ cằm về phía trước. Giữ, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Thôi ta đan hai tay phía sau, xoay vai, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Hạ tay xuống một chút nữa, siết chặt cơ bụng và thả lỏng lưng. Giữ ở đây. 4, thẳng chân sau nào. 3, cố gắng siết chặt chân đùi trước nào. 2 và 1. Rồi từ từ hạ gót chân trái phía sau xuống, hít vào một hơi thật sâu, nâng cao lồng ngực của mình lên. Từ từ hạ trán của mình xuống, thẳng hàng với chân phải. Nếu ai chưa chán xuống được thì chúng ta hạ mông xuống để chán xuống, sao cho đầu gối phải vẫn phải thẳng hàng với gót chân phải nhé. 4, 3 thì chúng ta tránh được đau khớp gối ạ. 2 và 1. Rồi, tiếp tục. Xoay người về phía trước, hạ hai khử tay của mình xuống, sao cho khử tay thẳng hàng với lại gót chân phải, và chân phải cũng vuông góc với đầu gối luôn. Chúng ta nhún hông xuống, kéo giãn phần kheo chân và cơ đùi của chân. Giữ, hít thở đều. 4, 3,
hai và một. Rồi từ từ hạ gối chân sau xuống. Hạ khửu tay trái thẳng hàng với vai, nắm lấy cổ chân phải, xuôi mũi chân về sau. Hít vào, vươn cao tay phải lên. Thở ra, mở tay ra sau, mắt nhìn lên. Giữ ở đây, thở đều. 4, 3, cố lên ạ. 2, 1. Rồi giữ nguyên tư thế, chúng ta gập chân trái phía sau. Tay phải nắm lấy bàn chân. Xoay vai, mở ngực, hít vào. Đẩy căng phần cột sống của mình lên phía trước. Giữ ở đây. 4, đá chân xa mông ạ. 3, ai đau cổ vai gáy mỏi cổ thì chúng ta mắt nhìn xuống bàn chân phải nhé. 2 và 1. Rồi từ chống hai tay xuống, hai chân ra sau, tư thế tấm ván plank. Vai mông lưng thẳng hàng và chúng ta cuộn xương cột của mình, xốc vai lên, mắt nhìn về phía đầu thảm, đầu cổ thẳng hàng với trục của cột sống ạ. Siết cơ đùi. 4, hít thở đều nào. 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ đầu gối thẳng hàng với mông, đẩy vai về phía trước, hạ ngực giữa hai bàn tay, cằm của mình xuống tư thế 8 điểm. Giữ ở đây và hít thở đều, khép sát khử tay. 3, 2, 1. Rồi từ từ nâng cao chân phải lên. Giữ ở đây ạ. Hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Hạ chân xuống, xuôi mũi chân. Xoay vai. Hít vào, trườn người lên phía trước, tư thế rắn hổ mang. Vươn cằm của mình lên giống như kiểu một người đang kéo đầu mình về phía trước ạ. Mở rộng đồng ngực và xuôi vai ra sau. Giữ và hít thở đều. 5, 4. Chúng ta cố gắng siết bụng và thả lỏng vần sống lưng của mình ra. 3, 2, 1. Rồi từ từ nâng người của mình lên, cuộn xương cụt, cầm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống, tư thế con bò mèo đấy ạ. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Chúng ta đổi bên. Hít vào, đá chân trái lên cao, gập chân trái. Nếu chưa thăng bằng được, chúng ta chống mũi chân phải lên để cho vững nhé. Gập chân trái, tay phải nắm lấy cổ chân. Rồi hít vào, đá chân lên cao. Giữ ở đây, siết cơ bụng. Thở ra và 5, 4, cố gắng giữ thăng bằng nào. 3, đá chân lên nữa. 2 và 1. Rồi giữ nguyên chân, hạ bàn tay phải xuống. Chúng ta đổi bên tay. Tiếp tục dồn trọng tâm vào bên phải và tay trái nắm lấy cổ chân trái. Ta chuyển vị trí tay vào bên trong của đùi này. Hít vào, đá chân lên cao. Giữ ở đây. Khoáng siết chặt cơ bụng. 5, 4, siết chân lên nữa nào. 3, nâng cao vai phải lên. 2, lên nữa nào. Và 1. Rồi từ từ thở ra, hạ tay trái xuống và đưa đầu gối về phía trán. Giữ và hít thở đều. Ta gồng chắc cơ bụng lên. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ bước chân trái lên phía bàn tay trái. Chúng ta nâng người của mình lên. Hai chân không trên một đường thẳng nhé. Mông phải thẳng hàng với gối phải và đầu gối trái thẳng hàng với gót chân. Đó. Hai tay dang ngang, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Hạ bàn tay phải xuống gót chân, uốn cong lưng, thở ra, mắt nhìn theo tay. Từ từ siết bụng, nâng người của mình lên. Hít vào, hai tay dang ngang, đẩy thẳng cột sống lưng. Chậm chậm, vòng tay phải qua gối trái, hai tay chắp giữa ngực, thở ra, mắt nhìn theo vai trái. Tiếp tục hít vào, về giữa, hai tay ra ngang. Thở ra, uốn cong lưng, thả lỏng cổ phía sau.
Tiếp tục, siết bụng, hít vào, về giữa, kéo căng hai vai sang hai bên. Vặn người sang bên trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Uốn cong lưng, thở ra. Hơi chậm chậm thôi ạ. Ta thả lòng cổ phía sau, đẩy mông về trước và mở rộng ngực lên, siết nhẹ cơ bụng. Ta thả lòng lưng. 4, 3, hít thở đều, 2, và 1. Hơi từ từ chậm chậm nâng người của mình lên. Hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang bên trái, thở ra, đẩy tay về giữa ngực này. Mắt nhìn lên qua vai, giữ và hít thở đều. 4. Nếu ai tốt chúng ta vòng hai tay sau lưng nắm nhau nhé. 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ hai bàn tay của mình xuống. Chống mũi chân phía sau, nâng gối lên, sao cho đầu gối trước vẫn vuông góc. Nâng người lên tư thế chiến binh ạ, úp hai hông cân bằng, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Bấm chặt chân trước và mở rộng lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, vươn cằm dài lên nào. 3, cảm nhận cột sống của mình đang được kéo giãn lên phía trên và vững chắc như một chiến binh. 2, và 1, giờ từ từ hai tay đan phía sau. Xoay vai, mở ngực, hít vào, uốn cong lưng, thở ra. Giữ và hít thở đều, gắng tay của mình đi ra sau, đùi sau. Miễn sao là chân trước của mình bấm chắc trước thì chúng ta sẽ giữ thăng bằng ạ. 4, 3, đẩy ngực lên nữa. 2, và 1, rồi từ từ hạ gót chân phải phía sau xuống. Hít vào, đầu gối trước vuông góc này, chậm chậm hạ chán xuống, sao cho thẳng hàng với bàn chân trái, cách nhau một mồ gang ạ. Mông xuống để chán xuống và hất tay lên cao, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, thả lỏng vai, và 1, rồi từ từ chống tay của mình xuống phía bên phải và hạ khử tay xuống này, sao cho khử tay thẳng hàng với bàn chân trái. Và gót chân trái cũng thẳng hàng với đầu gối, tạo thành chân vuông góc. Ta nhún hông lên xuống để kéo giãn phần kheo chân và kéo giãn phần cơ đùi. Hít thở đều ạ. 5, 4, thẳng chân sau nào. 3, 2 và 1, rồi từ từ chậm chậm hạ đầu gối phía sau xuống xuôi mũi chân. Lúc này ta hạ cùi chỏ phải xuống, nắm lấy cổ chân trái. Hít vào, vươn cao tay trái lên. Mắt nhìn lên theo tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, nâng cao lồng ngực. 3, 2, 1, rồi từ từ chậm chậm gập chân phải phía sau. Tay trái nắm vào bàn chân phải. Xoay vai, nâng ngực, hít vào, đá chân xa mông. Uốn cong lưng, thở ra, giữ hít thở đều. 4, 3, cố gắng đẩy tay xa mông và mở rộng lồng ngực lên ạ. 2, ai mỏi cổ vai gáy thì mắt nhìn xuống bàn chân trái, không thì chúng ta vẫn cứ nhìn lên. 2, và 1, rồi từ từ chống hai tay xuống, rút hai chân về sau, tư thế plank. Vai mông lưng thẳng hàng, hóp bụng cuộn xương cụt, siết cơ đùi, giữ ở đây ạ. Đầu cổ thẳng hàng với trục của cột sống. 4, xốc vai lên. 3, siết chặt cơ bụng ạ. 2, 1, rồi từ từ hạ gối, thẳng hàng mông này. Đẩy vai về phía trước, ngực cằm xuống tư thế 8 điểm. Rồi khép sát khử tay, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, rồi siết bụng. Nâng cao chân bên trái lên, giữ ở đây ạ, úp mông cân bằng và siết thẳng cơ đùi của mình, vuốt mũi chân. 4, 3, 2, 1,
hạ chân xuống. Trườn người về phía trước, xoay vai. Hít vào, trườn người lên rắn hổ mang, đẩy căng lồng ngực. Giữ và hít thở đều. 5. Quáng siết nhẹ bụng và mở vai ra sau. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ chúng ta đẩy mông ra sau về tư thế em bé. Chán xuống thảm, duỗi thẳng tay về phía trước, kéo dài các đốt sống lưng để chúng ta không bị đau lưng. Hít thở đều và điều hòa hơi thở. Bạn hãy luyện tập yoga mỗi ngày để cơ thể trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Hãy bật chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.